Chào ông. Thưa ông, trước tiên thì ông có thể cho biết về phong cách nghệ thuật trong những tác phẩm của nhà thơ Huy Cận được không ạ? Tức là Huy Cận là một trong những cái đại biểu tiêu biểu của phong trào thơ mới. Những cái cuộc đời sáng tác của Huy Cận thì lại trải qua hai cái chặng đường, hai cái giai đoạn mà 1945, tức là một cái cột mốc trước cách mạng, thì thơ Huy Cận là được mệnh danh là một cái nỗi sầu thế thiết dưới cái đáy hồn của nhân thế. Bởi thơ ông rất buồn, bao gồm trong thơ ông là một cái nỗi buồn da diết. Sau cách mạng thì hồn thơ của ông được tái tạo, được hồi sinh, thể hiện cái thái độ và cái niềm tin yêu trân trọng đối với cuộc đời mới. Cái điểm gặp gỡ tạo thành cái dấu ấn của phong cách trong thơ ông đó chính là cái cảm xúc rất là tinh tế với một cái tấm lòng hồn hậu, dễ đồng cảm và cái khả năng sẻ chia với những vấn đề của đời sống nhân sinh, những vấn đề của đời sống. Thế mạnh trong phong cách Huy Cận đó chính là cái cảm thức vũ trụ. Ông có những cái bài thơ rất hay thể hiện cái cảm thức vũ trụ rất là mạnh mà nó được khơi nguồn từ cái Tràng Giang. Thực ra Tràng Giang là một cái cảm thức vũ trụ khi con người đối diện với vũ trụ là vô thủy, vô chung. Và sau này trong Đoàn Thuyền Đánh Cá hay là trò chuyện với Kim Tự Tháp vân vân, thì cái cảm thức vũ trụ ấy vẫn bao trùm cái hồn thơ Huy Cận, tạo thành một cái cách thể nhìn đối với cuộc đời, đối với con người. Vâng, thưa ông, bên cạnh bài thơ Tràng Giang hay là Đoàn Thuyền Đánh Cá thì nhà thơ Huy Cận còn được biết đến bởi những bài thơ nào nữa thưa ông? Trước cách mạng thì Huy Cận có một cái tập thơ là Lửa Thiêng, và trong những năm 45 thì ông có thêm một cái tác phẩm văn xuôi đó là Vũ Trụ Ca. Sau cách mạng ông liên tiếp cho ra đời những cái tập thơ như là Đất Nở Hoa, như là Bài Thơ Cuộc Đời, như là Trời Mỗi Ngày Lại Sáng. Rồi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ta cũng có những năm 60, rồi là Chiến Trường Gần Đến Chiến Trường Xa, Ngôi Nhà Giữa Nắng, vân vân. Còn có thể kể thêm những cái tác phẩm như là Trò Chuyện Với Kim Tự Tháp, ví dụ như là Ngã Ba Đồng Lộc, và đặc biệt nhất một cái tác phẩm mà ở cái nhà trường thường được tìm hiểu kỹ rất nhiều, đó là bài thơ là Mưa Xuân Trên Biển. Với những đóng góp của mình vào sự nghiệp văn chương của nước nhà, thì nhà thơ Huy Cận đã được nhân dân và nhà nước ghi nhận như thế nào thưa ông? Thế thì Huy Cận là một trong những cái tác giả mà được nhà nước vinh danh và trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996. Và tôi nghĩ đó là một cái sự ghi nhận của nhà nước, của nhân dân đối với những cái đóng góp lớn lao của Huy Cận về cho cái thơ Việt Nam hiện đại. Vâng, xin cảm ơn những kiến thức lịch sử mà ông vừa chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì Hải Yến và tiến sĩ Phan Quốc Lữ xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình kỳ sau. Ở ruột cũng như là tăng cái thải canxi ở thận. Có một số bệnh nhân là người ta hạn chế cái vận động, lười tập vận động.